30 năm bôn ba. Biên tập Thi. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành lấy tên Văn Ba với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc La Tour-sur-Chevin, lên đường sang Pháp với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây. Ở Pháp một thời gian, Nguyễn Tất Thành qua Hoa Kỳ. Sau khi ở Hoa Kỳ một năm, từ cuối năm 1912 đến cuối năm 1913, ông đến London, thủ đô nước Anh, học tiếng Anh, làm nghề cào tuyết, đốt lò, rồi phụ bếp cho khách sạn, kiếm sống bằng những nghề nặng nhọc cho đến cuối năm 1916. Năm 1917, ông trở lại nước Pháp, sống và hoạt động tại đây cho đến năm 1923. Tháng 2 năm 1919, Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Ngày 18 tháng 6 năm 1919, ông mang tới Hội nghị Hòa bình Versailles bản yêu sách của nhân dân An Nam gồm 8 điểm, kêu gọi các nước đồng minh áp dụng ý tưởng của Tổng thống Wilson cho các lãnh thổ thuộc địa Pháp tại Đông Nam Á. Bản yêu sách được trao tận tay Tổng thống Pháp và các đoàn đại biểu đến dự hội nghị. Bản yêu sách do nhóm các nhà ái quốc Việt Nam sống tại Pháp, trong đó có Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn Tất Thành viết, ký tên chung là Nguyễn Ái Quốc. Không yêu cầu độc lập cho Việt Nam, chỉ yêu cầu quyền tự do và bình đẳng. Nguyễn Tất Thành hoạt động công khai với tên gọi Nguyễn Ái Quốc từ đây và sử dụng trong suốt 30 năm sau đó. Hội nghị Versailles không giải quyết quyền lợi cho người dân các nước thuộc địa, chỉ lo phân chia thuộc địa và các món lợi kinh tế giành được từ những nước bại trận. Trong khi đó, tại nước Nga Xô Viết, sau cách mạng tháng 10 năm 1917, Vladimir Ilyich Lenin đã ban hành sắc lệnh quy định về sự bình đẳng giữa các dân tộc, trao trả độc lập cho các nước thuộc địa của đế quốc Nga cũ. Điều này đã đẩy niềm tin của ông sang chủ nghĩa cộng sản. Năm 1920, khi đọc luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, ông hoàn toàn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản. Đại hội 18 Đảng Xã hội Pháp tại Tours từ 25 đến 30 tháng 12 năm 1920 là đại biểu Đông Dương của Đảng Xã hội Pháp, một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp và tách khỏi Đảng Xã hội. Ông nói, tôi không hiểu bất cứ điều gì về chiến lược, thủ thuật hành động và tất cả những từ ngữ đao to búa lớn mà các ông dùng. Nhưng tôi hiểu một điều rất đơn giản. Quốc tế thứ ba quan tâm rất nhiều tới vấn đề thuộc địa. Các đại biểu của quốc tế thứ ba hứa sẽ giúp các dân tộc thuộc địa đang bị áp bức giành lại tự do và độc lập. Các thành viên của quốc tế thứ hai không nói một từ về số phận của các vùng thuộc địa. Năm 1921, ông cùng một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa nhằm tập hợp các dân tộc bị áp bức đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc lập báo La Pierre, Người Cùng Khổ, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, tố cáo chính sách đàn áp bóc lột của chủ nghĩa đế quốc nói chung và thực dân Pháp nói riêng. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô dự Đại hội 4 Quốc tế Cộng sản, trở thành thành viên của Ban Đông Nam Á của Quốc tế Cộng sản. Tháng 6 năm 1923, ông học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông tại Moscow, được đào tạo về chủ nghĩa Mác, tuyên truyền và khởi nghĩa vũ trang. Tại hội nghị lần thứ nhất Quốc tế Nông dân, họp từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10 năm 1923, ông được bầu vào Ban chấp hành và Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân. Tại Đại hội lần thứ 5 Đệ Tam Quốc tế, họp từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 1924, ông được cử làm Ủy viên Ban Phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1924, trong một bản báo cáo về tình hình Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, ông có nhận xét: những địa chủ ở đây chỉ là những chú lùn tịt bên cạnh những người trùng tên với họ ở châu Âu và châu Mỹ. Không có vốn liếng gì lớn, đời sống của địa chủ cũng chẳng có gì xa hoa.
An Nam chưa bao giờ có tăng lữ. Ông viết, chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước. Chính nó đã gây nên cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908. Nó dạy cho những người cu li biết phản đối. Nó làm cho những người nhà quê phản đối ngầm trước thuế tạp dịch và thuế muối. Cũng chủ nghĩa dân tộc đã luôn thúc đẩy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp và người Trung Quốc. Nó đã thúc đẩy thanh niên bãi khóa, làm cho những nhà cách mạng trốn sang Nhật Bản và làm cho vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa năm 1917. Một số người châu Âu trong quốc tế cộng sản cho rằng ông quá chú trọng đến vấn đề dân tộc mà coi nhẹ phong trào cách mạng chung trên thế giới. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc lấy tên Lý Thụy làm phiên dịch cho phái đoàn cố vấn của chính phủ Liên Xô do Mikhail Markovich Borodin làm trưởng đoàn đến Quảng Châu giúp chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch. Tại Trung Quốc, năm 1925, ông tập hợp Việt Kiều và thành lập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội ở Quảng Châu để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Cuốn Đường Cách Mệnh là tập hợp các bài giảng của ông tại các lớp huấn luyện chính trị của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Cùng năm 1925, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông do Liêu Trọng Khải, một cộng sự thân tín của Tôn Giật Tiên, làm hội trưởng và ông làm bí thư, sau đó trở thành Đảng Cộng sản Nam Hải, tiền thân của nhiều tổ chức cộng sản bao gồm cả Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông gửi một số người Việt đi học trường quân sự của Tưởng Giới Thạch tại Quảng Châu, tiến hành một khóa đào tạo về khởi nghĩa vũ trang. Khi Tưởng Giới Thạch khủng bố các nhà cách mạng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, ông rời Quảng Châu đi Hồng Kông, thoát sang Liên Xô theo đường sa mạc Gobi. Tháng 11 năm 1927, ông được cử đi Pháp, rồi từ đó đi dự cuộc họp Đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại Bruxelles, Bỉ. Năm 1928, Nguyễn Ái Quốc với bí danh Thầu Chín đến Siêm La, Thái Lan, cải trang là một nhà sư tuyên truyền và huấn luyện cho Việt Kiều, đồng thời xuất bản báo cáo về nước. Cuối năm 1929, ông rời khỏi Vương quốc Siêm La và sang Trung Quốc. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Cửu Long, Hồng Kông, ông thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương thành Đảng Cộng sản Việt Nam, sau này lần lượt đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 5 năm 1930, khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh do Đảng Cộng sản chỉ đạo nổ ra, bị đàn áp và thất bại. Đảng Cộng sản Đông Dương bị khủng bố, Nguyễn Ái Quốc bị xử tử hình vắng mặt. Tháng 3 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc trở lại Siêm La trong một thời gian ngắn, rồi ông quay lại Trung Quốc. Năm 1931, dưới tên Tống Văn Sơ, ông bị nhà cầm quyền Hồng Kông bắt giam. Sau đó, nhờ sự biện hộ và giúp đỡ của luật sư Frank Luzerby, Tống Văn Sơ được thả ngày 28 tháng 12 năm 1932. Ông đi Thượng Hải, rồi bí mật quay trở lại Liên Xô. Trong thời gian bị giam, Nguyễn Ái Quốc ốm nặng. Tờ Nhân Đạo số ra ngày 9 tháng 8 năm 1932 đưa tin Nguyễn Ái Quốc đã chết vì bệnh lao phổi trong trạm xá nhà tù tại Hồng Kông. Tố cáo đây là âm mưu của thực dân Pháp câu kết với thực dân Anh nhằm ám sát người lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương. Mùa xuân năm 1934, với bí danh Lin, Nguyễn Ái Quốc học ở trường quốc tế Lenin 1934-1935. Dưới tên Linov, ông dự đại hội lần thứ 7 đệ tam quốc tế từ ngày 25 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 1935 với vai trò quan sát viên của Ban Thư ký Đài Bureau. Thời gian này, ông bị Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương viết thư gửi quốc tế cộng sản, kết tội phải chịu trách nhiệm chính về việc hơn 100 đảng viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên bị bắt do việc ông biết Lâm Đức Thụ trước đây là kẻ phản bội mà vẫn tiếp tục sử dụng.
Ông bị buộc phải ở lại Liên Xô cho đến năm 1938, bị giam lỏng vì nghi ngờ lý do ông được nhà cầm quyền Hồng Kông trả tự do. Quốc tế Cộng sản thành lập ban thẩm tra sự trung thành chính trị của Nguyễn Ái Quốc, nhưng hồ sơ vụ việc đã được ban thẩm tra quyết định hủy bỏ. Sau đó, ông tham gia lớp nghiên cứu sinh Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Quốc tế Cộng sản. Ông từng bị Trần Phú, Hà Huy Tập phê phán về đường lối cải lương, liên minh với tư sản và địa chủ vừa và nhỏ, không đúng với đường lối đấu tranh giai cấp của đệ tam quốc tế. Ông bị cho là tàn dư của tư tưởng dân tộc cách mạng pha trộn với chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa duy tâm của Đảng, của các đồng chí Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Và những tàn dư ấy rất mạnh và tạo thành một chướng ngại nghiêm trọng cho sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản. Cuộc đấu tranh không nhân nhượng chống những học thuyết cơ hội này của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và của Đảng Thanh niên là rất cần thiết. Chúng tôi đề nghị đồng chí Linh viết một cuốn sách để tự phê bình những khuyết điểm đã qua. Sở dĩ có việc phê phán này là do một số đồng chí của ông cho rằng Nguyễn Ái Quốc ưu tiên giải phóng dân tộc hơn là đấu tranh giai cấp. Vào thời điểm đó, quốc tế cộng sản dưới sự lãnh đạo của Stalin đặt đấu tranh giải phóng dân tộc đi cùng với đấu tranh giai cấp. Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập lần lượt là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương. Hồ Chí Minh đảm nhiệm công tác liên lạc giữa quốc tế cộng sản và các đảng cộng sản tại Đông Nam Á. Năm 1938, ông trở lại Trung Quốc trong vai Hồ Quang, thiếu tá Bát Lộ Quân, đến công tác tại văn phòng Bát Lộ Quân Quế Lâm, sau đó đi Quý Dương, Côn Minh, rồi đến Diên An, căn cứ đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hồng quân Trung Quốc. Từ mùa đông 1938 đến đầu năm 1939. Đầu tháng 1 năm 1941, Hoàng Văn Thụ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sang Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc, gặp Nguyễn Ái Quốc, báo cáo kết quả xây dựng và củng cố an toàn khu Cao Bằng và đề nghị ông về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua lối Cao Bằng. Nguyễn Ái Quốc nhận định Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng và ông quyết định trở về nước sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, hành lý là một chiếc vali mây nhỏ đựng quần áo và một chiếc máy chữ xách tay. Ông trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba. Ngày 8 tháng 2 năm 1941, ông tới ở hang Cốc Bó, bản Bắc Bó, tỉnh Cao Bằng, với bí danh Già Thu. Giáp với khu nương của gia đình họ Dương, thôn Pó Bẩm. Dòng suối lớn chảy qua đây được ông gọi là suối Lenin, ngọn núi đá cao được gọi là núi Các Mác. Chí hướng của ông được thể hiện qua bài thơ Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Tiếng hát từ thành phố mang tên người, sáng tác Cao Việt Bách, ca sĩ Bích Thục.